Như chúng tôi đã đưa tin, tối ngày 24 tháng 7 tại thôn Đồng Than, xã Đồng Than, huyện Yên Mỹ xảy ra vụ án mạng giữa hai người có quan hệ họ hàng thân thiết làm một người tử vong. Đến nay, lực lượng chức năng đã điều tra làm rõ vụ việc. Sau mâu thuẫn trong việc vay nợ, Phạm Văn Huấn sinh năm 1978 ở thôn Đồng Than, xã Đồng Than đã dùng dao bầu dùng để giết mổ lợn, đâm 2 nhát vào ngực và lưng của người em con dì ruột và ở cùng thôn. Hậu quả, người em tử vong trên đường đi cấp cứu tại bệnh viện đa khoa Phố Nối. Ngay sau khi vụ việc xảy ra, Giám đốc Công an tỉnh Hưng Yên chỉ đạo Phòng Cảnh sát Hình sự Công an huyện Yên Mỹ nhanh chóng triển khai lực lượng khám nghiệm tử thi, khám nghiệm hiện trường và truy tìm thủ phạm. Đến 21 giờ 30 phút cùng ngày, Phạm Văn Huấn đã cúi đầu nhận tội. Ngày 26 tháng 7, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hưng Yên ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Phạm Văn Huấn về hành vi giết người và tiếp tục củng cố hồ sơ để xử lý.